She moving her body, her body. So sexy, so sexy. Can't hide it, can't hide it. She hit the flow. Nếu như trong khóa Learn It chúng ta đã học cách giải phóng cơ thể và tiêu hao năng lượng, thì trong khóa 2 Feel It chúng ta sẽ học được thêm cách cảm nhận hơn những chuyển động của cơ thể và tiêu hao năng lượng vào những phần mong muốn như cánh tay, bụng, đùi với 5 điệu cơ bản: cha cha, ba cha ta, nhẹ nhàng, uyển chuyển, hip hop, calypso hay còn gọi là soca, mạnh mẽ, cá tính, bụi bặm, đường phố, và cuối cùng là belly, bí ẩn, quyến rũ. La Meta Fitness sẽ luôn luôn đồng hành cùng các bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đứng lên và tập cùng chúng tôi nhé!